chấn động, thầy Tử Vi báo trước, bất ngờ tìm ra thời điểm vàng giúp tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 làm ăn trúng lớn, xóa sạch nợ nần, đổi đời giàu có không lo nghèo khó, ẵm 100 tỷ gửi ngân hàng, đúng tháng 10 âm lịch 2024. Kênh Minh Đường Tử Vi hoan hỷ gửi lời chào tới quý khán giả đang theo dõi video luận giải vận mệnh mới nhất trên kênh. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc quý khán giả luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc quý khán giả tháng mới luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Quý khán giả thân mến, xem tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 trong tháng 10 âm lịch, tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn 2024 nhận thấy vận trình của con giáp này hung cát đang xen. Nếu bản mệnh nắm bắt được cơ hội thì vào nước đố đổ dách, sống an nhiên tự tại, tiền tiêu ba đời không hết. Nhưng sẽ thật đáng tiếc cho những ai bỏ lỡ thời vận của mình, thì sẽ phải tiếp tục cuộc sống chạy dạy đó đây, nghèo khổ cả một đời một kiếp. Vậy, vận trình tử vi tháng 10 âm lịch tiết lộ những gì về vận mệnh cuộc đời của con giáp tuổi Ất Sửu? Làm sao để vượt qua mọi tai ương, đón thời giàu sang, hưng vượng? Thì xin mời quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi tìm hiểu chi tiết trong video ngay sau đây nhé. Đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của những người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, mệnh kim, hải trung kim, vàng dưới biển, khắc bình địa mộc, con nhà bạch đế, phú quý, xương con trâu, tướng tinh con chó, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Tuổi Ất Sửu được Phật Bồ Tát Phổ Hiền ban phúc, Phật Bồ Tát Văn Thù ban cho trí tuệ, Phật Thích Ca Mâu Ni hộ mệnh. Tổng quan tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Ất Sửu là những người có hiểu biết sâu rộng, ưa thích sự mạo hiểm, đây chính là cơ hội để họ thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Nếu được sao tốt tương trợ, họ sẽ đạt được những thành công đáng kể. Tinh thần đấu tranh và tính cách thẳng thắn đôi khi cũng đem lại cho họ không ít rắc rối. Họ là người có khả năng lãnh đạo, có thể tự tạo dựng được nhiều thành tựu nổi trội. Tuy nhiên, khát vọng vươn lên mạnh mẽ khiến những cảm giác trống trải hoặc tự ti vẫn xâm chiếm tâm hồn họ, nhất là khi sự nghiệp không được như ý. Song, cảm giác này sẽ nhanh chóng bị che khuất bởi tính cứng rắn, quyết đoán, nên thường không mấy ảnh hưởng đến sự nghiệp. Tính chất cứng rắn của kim khiến họ có phần bảo thủ, trong công việc cũng như trong cuộc sống, người này thường rất ít khi có tư tưởng thỏa hiệp. Màu hợp với tuổi Ất Sửu là màu vàng, trắng. Màu khắc với tuổi Ất Sửu là màu đỏ. Tính cách tuổi Ất Sửu. Ất Sửu là những người sống nội tâm, ít chia sẻ, thổ lộ, khép kín. Vì điều này nên người xung quanh họ không hiểu nhiều về nội tâm và suy nghĩ của họ. Nếu như bạn được Ất Sửu kể về cuộc sống, công việc, tâm tư của họ, thì bạn phải tự hào vì mình là người được họ rất tin cậy và như vậy. Bạn nên xứng đáng với niềm tin tưởng của họ, đừng nên làm điều gì khiến họ xa lánh và không chia sẻ bao giờ nữa. Người tuổi Ất Sửu thường suy nghĩ, lo lắng và làm mọi việc về bản thân họ. Họ cho rằng, lo cho mình rồi mới lo cho người khác. Nếu như họ còn khả năng, cách tư duy và làm việc này người ngoài cho rằng hơi ích kỷ, nhưng thực tế họ suy nghĩ vậy là thực tế. Khi không lo được cho bản thân mà phải nhờ vả người khác thì không thể giúp đỡ người khác gì cả. Khí kim bản chất ngưng tụ, nay lại chìm sâu trong đáy biển nên thế giới riêng của họ dường như biệt lập so với nhiều người khác, nhưng thực tế họ ưa mọi sự mềm mỏng, nhẹ nhàng, không thích ồn ào, thị phi. Ất Sửu bản chất nghĩa khí, giữ chữ tín, họ ít khi hứa xong bỏ đó, nếu đã hứa với bạn chắc chắn họ sẽ cố gắng thực hiện. Trong lúc làm ăn hay việc chi trả tiền nong kinh tế họ thường rất sòng phẳng, thích chia đều, công bằng, không muốn chiếm phần lợi ích của ai và cũng không hề muốn ai phải chịu thiệt thòi. Tùy duyên, ứng biến theo hoàn cảnh cụ thể là đặc điểm của Ất Sửu. Ất Sửu cũng luôn ý thức về cái tôi cá nhân, họ thích khẳng định mình, thi thố tài năng. Bởi cuộc sống luôn có người thế này, người thế khác, nếu tất cả đều giống nhau tất cuộc sống thiếu hương vị, sắc màu biết bao. Con số hợp với tuổi Ất Sửu là số 2, 5, 6, 7, 8. Con số khắc tuổi Ất Sửu là số 9. Sự nghiệp tuổi Ất Sửu. Người tuổi Ất Sửu thích trầm tư, suy ngẫm mọi việc theo chiều sâu, nên họ phù hợp với các lĩnh vực đòi hỏi hoạt động tư duy độc lập. Ví dụ như nghiên cứu khoa học, lĩnh vực công nghệ hiện đại cũng là sở trường. Có tham vọng được đi du lịch hay khám phá nhiều nơi,
nên một số người tham gia các hoạt động xuất ngoại, ngoại ngữ, du lịch. Tuổi Ất Sửu đều có lộc cách, nên buôn bán kinh doanh có duyên, của cải thường tụ mạnh. Ất Sửu ham làm những công việc tiên phong, đi đầu, nên các lĩnh vực mới, có tính sáng tạo và đột phá họ đều quan tâm. Nhờ điều này nên xã hội không ngừng tiến bộ, khoa học kỹ thuật được cải tiến không ngừng. Linh hoạt, nhạy bén với việc kiếm tiền, cộng thêm với tâm lý lo cho mình trước thì phần nhiều họ là những người khá giả, giàu có. Người tuổi Ất Sửu thường phải trải qua một giai đoạn phấn đấu mới có tài sản để dành. Người sinh năm Ất Sửu thì nên làm công sở, làm tại các xưởng, hãng sản xuất, sẽ tạo nhiều cơ hội cho người tuổi Ất Sửu phát triển và tạo được vị thế chỗ đứng nhất định. Ngoài ra môi trường làm việc tự do cũng mang lại cho họ nhiều lợi nhuận, nhờ tính cách ham học hỏi, chăm chỉ, cần cù, thông minh, biết tính toán của bản thân. Xét về phong thủy, Ất Sửu thuộc mệnh Kim, Hải Trung Kim. Theo quy tắc ngũ hành, Kim sinh thủy, do đó các công việc như thủy hải sản, giải khát, hóa chất sẽ rất phù hợp với người mệnh Kim. Không chỉ thế, những người tuổi Ất Sửu hợp với nghề nào mà có liên quan đến đất đai như bất động sản, buôn bán xi măng gạch đá, bạn cũng có thể tìm hiểu và nhúng tay vào. Đây đều là những nghề nghiệp phù hợp với vận mệnh của bạn. Vấn đề đặt ra bây giờ chỉ là bạn có yêu thích, có muốn làm các công việc đó hay không mà thôi. Tuổi rất hợp làm ăn cùng với Ất Sửu là tuổi Bính Tý, Canh Tý. Tuổi khắc với Ất Sửu không nên kết hợp làm ăn là tuổi Kỷ Tỵ, Quý Mùi, Kỷ Sửu, Tân Mão, Kỷ Hợi, Kỷ Mùi, Tân Dậu. Tiếp theo là vận trình tổng quan tháng 10 âm lịch của tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Tháng 10 âm lịch này, vận khí Ất Sửu lên xuống khá bất thường, có thăng có trầm, có tốt có xấu, bản mệnh được thiên đức cát tinh soi chiếu, nên những khó khăn tồn đọng trước đó đều được giải quyết ổn thỏa, làm việc thuận lợi, mọi thứ tiến triển tích cực. Tuy nhiên, con giáp này lại không được nguyệt lệnh ủng hộ, nên làm gì cũng phải dè chừng, đảm bảo kết quả thành công mỹ mãn. Trái lại, vội vàng hấp tấp chỉ khiến cho bản thân chuốc lấy thất bại. Tháng này Ất Sửu có tài tinh chiếu mệnh, nên thu nhập có sự cải thiện nhất định. Tuy nhiên, do vận khí bấp bênh nên vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để đầu tư ồ ạt ở quy mô quá lớn, kẻo lợi bất cập hại, làm gì cũng phải biết điểm dừng, kẻo tham thì thâm. Tử vi tháng 10 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch dự báo, phương diện tình cảm của Ất Sửu trong tháng mới có nhiều khởi sắc, hồng loan đứng bóng mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp. Đặc biệt cho người độc thân, bản mệnh càng chủ động trong các mối quan hệ thì càng dễ gặp may, sớm tìm được người trông lối. Tuy nhiên, sức khỏe trong tháng không được thuận lợi cho lắm, có hung tinh chiếu mệnh khiến thể trạng sa sút. Tuổi Ất Sửu có thể chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, dẫn đến mệt mỏi về cơ thể, chán ăn, rối loạn giấc ngủ. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên cẩn thận khi đi lại, đề phòng tai nạn, da dấp, bị thương. Dựa trên mối quan hệ giữa đơn số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định hung cát của tuổi Ất Sửu. Thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm, gia đạo và sức khỏe, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 10 năm 2024 của tuổi Ất Sửu âm lịch, được thiên đức cát tinh soi chiếu, thái tuế che chở, nên công việc của bản mệnh có tiến triển theo khả quan. Bản mệnh có thể thuận lợi giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trước đó, gặt hái không ít thành quả rực rỡ. Nếu biết tận dụng những lợi thế đang có, xây dựng mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bản mệnh còn được nhiều người giúp đỡ, không chỉ ở thời điểm hiện tại, mà còn về lâu dài. Nếu phải đưa ra quyết định quan trọng, đừng vì cái lợi trước mắt mà mất đi lợi ích lâu dài, cần phải nhìn xa, trông rộng. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đó, vẫn còn tồn tại những thách thức nhất định dành cho Ất Sửu trong tháng mới. Điềm báo tử vi cho thấy, vận khí của bạn vẫn còn nhiều bấp bênh, lúc tốt lúc xấu, diễn tiến khá khó lường, nên cần phải thận trọng để không rơi vào tình huống bất ngờ, mà để đánh mất cơ hội. Công việc có lúc thuận lợi vô cùng, làm gì cũng đạt, nhưng cũng có giai đoạn động đâu hỏng đó. Càng cố gắng thì lại càng phí công vô ích, rồi cũng có lúc bạn buông xuôi, không làm gì nữa thì tự nhiên lại có tin vui đến. Cũng bởi nguyệt lệnh lâm tuyệt ở Sửu, khiến các khí bị suy yếu, càng về cuối tháng, công việc càng nhiều áp lực,
đòi hỏi tuổi Ất Sửu cần bình tĩnh, sáng suốt mới không phạm sai lầm. Dẫu vận trình lên xuống khó nắm bắt là thế, nhưng cái chính sự thành hay bại là do bản thân quyết định, yếu tố vận mệnh chỉ là phụ, đừng quá đặt nặng may rủi. Một khi bạn hạ quyết tâm và kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng, sẽ không có khó khăn trở ngại nào ngăn cản nổi bước tiến của bạn. Tháng này còn có bạch hổ hung tinh xuất hiện, bản mệnh sẽ vất vả ngược xuôi hơn nhiều. Đa phần là do tự bản thân phải đứng ra lo liệu công việc, nên khó có giây phút nào an nhàn, ngồi yên một chỗ hưởng phúc. Dù vậy, nỗ lực của bạn rồi sẽ đem lại thành quả xứng đáng, gặp khó chớ vội buông xuôi. Nhìn chung, con giáp này làm gì cũng phải dè chừng, đảm bảo kết quả thành công mỹ mãn. Trái lại, vội vàng hấp tấp chỉ khiến cho bản thân chuốc lấy thất bại. Về mặt tài lộc, trong tháng 10 âm lịch, Ất Sửu có tài tinh là thiên tài chiếu mệnh, nên thu nhập có nhiều dấu hiệu tăng tiến, cuộc sống nhờ đó cũng có sự cải thiện nhất định. Nhờ có thiên đức các tinh soi chiếu, nên các mối hợp tác làm ăn, quan hệ xã giao tốt đẹp, đem tới nhiều khoản lợi nhuận cho con giáp này, tiền bạc thêm phần rủng rỉnh. Người làm công ăn lương sẽ đón tin vui về thăng chức, tăng lương. Người kinh doanh buôn bán, có chuỗi ngày làm việc hiệu quả, một ngày có thể đạt doanh thu bùng nổ, làm việc một vài ngày sẽ tiêu cả tháng. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm tuyệt báo hiệu vận khí bấp bênh, có thể gây ra những biến động lớn về tiền bạc. Tài lộc tuy khởi sắc nhưng không đều, điều này cho thấy tháng này vẫn chưa phải ở thời điểm thích hợp để Ất Sửu đầu tư ồ ạt ở quy mô quá lớn. Kẻo lợi bất cập hại, làm gì cũng phải biết điểm dừng, kẻo tham thì thâm. Ngoài ra, bạn cũng nên chú trọng hơn việc tích cóp. Kiếm được tiền mà không tích lũy thì tiền núi cũng sẽ cạn kiệt. Bạn nên xây dựng kế hoạch quản lý tài chính thích hợp. Nếu không có kinh nghiệm thì có thể nhờ người thân, người đáng tin cậy để tay hòm chìa khóa giúp đỡ mình. Về mặt tình cảm, gia đạo, nhân duyên rộng mở nhờ có Hồng Loan nâng đỡ. Phương diện tình cảm Ất Sửu trong tháng 10 âm lịch cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc tích cực. Cục diện thái tuế này mở ra nhờ cuộc gặp gỡ bất ngờ, nhưng rất có tiềm năng cho người độc thân. Sức hút của bạn lan tỏa, đi đâu cũng được mọi người dành sự yêu mến, ngưỡng mộ. Tháng này, người độc thân càng chủ động trong các mối quan hệ thì càng dễ gặp may, sớm tìm được người chung lối. Song tính tình người tuổi Ất Sửu đôi khi mạnh mẽ quá mức cần thiết, cũng có xu hướng áp đặt người khác, bảo thủ và kén chọn trong chuyện tình cảm. Với những ai hiểu bạn thì không sao, người không hiểu bạn sẽ cho rằng bạn chảnh, không tôn trọng họ, gây ấn tượng xấu. Bạn nên điều chỉnh lại bản thân ở mặt này để nhân duyên rẽ lối dẫn đường. Trái ngược với người độc thân, tình cảm lứa đôi vẫn tồn tại nhiều bấp bênh, chưa thể ổn định được. Nguyệt lệnh lâm tuyệt khiến tính tình con giáp này có phần cứng nhắc, suy nghĩ bế tắc, không thông suốt, tâm hồn khô cằn, thiếu sự lãng mạn là rào cản lớn khiến tình yêu lứa đôi gặp trở ngại. Vì vậy, hai bạn dành nhiều thời gian để chia sẻ và hiểu nhau hơn. Người đang trong quá trình tìm hiểu, nếu tính chuyện hôn nhân lúc này chưa phù hợp, nên cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định. Về mặt sức khỏe, tử vi tháng 10 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch cho biết, tháng 10 tuổi Ất Sửu có hung tinh nguyệt lệnh lâm tuyệt chiếu mệnh, bệnh phù đã kích, nên sức khỏe có phần sa sút khó đoán, thời trang không lý tưởng. Tuổi Ất Sửu có thể chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết thay đổi, dẫn đến mệt mỏi về cơ thể, chán ăn, rối loạn giấc ngủ. Bản mệnh còn chịu tác động của hung tinh bạch hổ, dễ vướng phải những xui xẻo như té ngã, bị các vật nhọn đâm dẫm tới họa huyết quang. Bản mệnh sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn gàng để giao kéo vào chỗ kín, hạn chế tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang dưỡng vận dành riêng cho Ất Sửu sinh năm 1985 trong tháng 10 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1, tuổi Ất Sửu, tháng 10 âm lịch 2024. Tử vi tuần mới của 12 con giáp thấy rằng người tuổi Ất Sửu có một tuần sinh động, đón tin vui liên tiếp về cả phương diện học hành và công việc. Không còn thấy hình ảnh của một người ủ rũ ưu phiền nữa, tuần này sẽ thấy tuổi Ất Sửu lột xác thành người mới và sức sống tràn trề, nguồn năng lượng bùng nổ, làm gì cũng hăng hái, nhiệt huyết và đạt thành công bất ngờ. Công việc cũng như thời tiết, lúc thế này lúc thế khác,
Điều quan trọng là Ất Sửu phải điều chỉnh được cảm xúc của mình. Dù việc nhiều hay ít, dễ dàng hay khó khăn, chỉ cần bạn lạc quan sẽ nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết. Bí quyết thành công của con giáp này chính là đây. Trong thứ ba và thứ sáu, vận quý nhân đạt mức đỉnh điểm, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong công việc. Nếu biết chớp thời cơ, thể hiện năng lực của bản thân, con đường tiến thân về công danh của bạn ngày càng rộng mở. Người kinh doanh buôn bán sẽ thu nhiều nguồn lợi trong tuần, tài lộc dồi dào, tiền trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh. Bạn có thể nghĩ tới chuyện hợp tác với người tuổi Dậu hoặc Mão để thu về nhiều lợi nhuận hơn nữa. Họ chính là quý nhân, đồng thời là đối tác có tiềm lực kinh tế mạnh mẽ, giúp đỡ rất nhiều cho con đường làm giàu của bạn. Tuy nhiên, trong tuần có sự xuất hiện của Thiên Cẩu hung tinh, ảnh hưởng chủ yếu tới phương diện sức khỏe, bản mệnh cần chú trọng việc ăn uống, dưỡng sinh và tập luyện thể thao để phòng một số bệnh truyền nhiễm như cảm cúm, sốt virus, sốt xuất huyết. Cẩm nang dượng vận, quý nhân Dậu, Tuất, tiểu nhân Thìn, Mùi. Màu sắc may mắn: xanh lá cây, nâu. Con số may mắn: 58, 39, 45. Tử vi tuần 2, tuổi Ất Sửu, tháng 10 âm lịch 2024. Bước sang tuần này, người tuổi Ất Sửu ung dung tự tại, nhàn hạ hơn rất nhiều, tiến trình mọi việc đều diễn ra theo ước muốn của bạn. Không cần lo nghĩ quá nhiều, thay vào đó cứ tập trung làm việc theo kế hoạch đã đặt ra, không phải vắt óc suy nghĩ mà hiệu quả lại cao. Đây là thời điểm lý tưởng để bản mệnh triển khai những ý tưởng sáng tạo hay dự án mới, khởi nghiệp cũng là lựa chọn phù hợp. Vận trình trong tuần của Ất Sửu khá sáng, hãy kiên trì theo đuổi mục tiêu, thành công sẽ sớm mỉm cười với bạn. Người làm chủ, kinh doanh, buôn bán có một tuần làm ăn giàu cầu, tài lộc ùn ùn kéo tới, nhất là những công ty vừa mới thành lập không lâu. Sẽ có cơ hội hợp tác với đối tác tiềm lực kinh tế vững mạnh, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, nghề tay trái đều lý tưởng. Dù phải chi tiêu khá nhiều, có nhiều khoản chi phí phát sinh, nhưng bạn vẫn rủng rỉnh vì luôn luôn có được sự chuẩn bị kỹ càng chu đáo. Vì sức khỏe của tiểu hao hung tình quá lớn, nhưng cũng đừng vì thế mà lơ là, ra đường mang theo một ít tiền mặt và nhớ đừng tỏ thái độ khoe của, kẻo tiền mất tật mang. Cẩm nang dượng vận, quý nhân Tỵ, Ý, tiểu nhân Ngọ, Hợi. Màu sắc may mắn: bạc, đen. Con số may mắn: 66, 19, 46. Tử vi tuần 3, tuổi Ất Sửu, tháng 10 âm lịch 2024. Xem tử vi cho thấy vận trình tuần này và tuần trước của người tuổi Ất Sửu có sự quán đổi cho nhau, các chỉ số hung vận và các vận thay thế vị trí của nhau. Nếu tuần trước bản mệnh sở hữu vận trình rực rỡ, tuần này vận khí đi xuống làm gì cũng phải thận trọng, kẻo rước họa vào thân. Ngay từ đầu tuần, tinh thần làm việc của bạn đã có dấu hiệu xuống dốc, bản mệnh tỏ vẻ bất mãn với những quyết định của cấp trên, không hài lòng với công việc hiện tại. Bạn cho rằng bản thân đã cố gắng và cống hiến hết mình vì tập thể rất nhiều, nhưng lại không nhận được là bao, nghĩ nhiều thành ra luẩn quẩn, tiêu cực, ảnh hưởng xấu tới kết quả công việc. May mắn mệnh chủ nương nhờ thiên đức cát tinh, công việc vẫn tiến triển đều đều, chưa tới mức trì trệ hoặc phạm phải sai lầm lớn. Hàng loạt những nỗi lo về tài chính và định hướng trong sự nghiệp bào mòn sức khỏe của Ất Sửu ghê gớm. Trong tuần, bạn nên dành nhiều thời gian chăm chút cho bản thân hơn, tránh xa những rắc rối thị phi trong công việc, làm nhiều nói ít, giữ đầu óc thảnh thơi. Đời sống hôn nhân gặp phải không ít trở ngại, vợ chồng cãi giả vì chuyện liên quan đến tiền bạc. Các mối quan hệ gia đình nên nhớ lùi lại một bước, biển rộng trời cao, nhượng bộ để có được bình an cũng xứng đáng. Vợ chồng mới cưới khó tránh khỏi bất đồng, dù trong tình huống nào, hai bên cũng không nên to tiếng trước mặt người khác để giữ thể diện cho nhau. Cẩm nang dượng vận, quý nhân Tỵ, Dậu, tiểu nhân Mùi, Mão. Màu sắc may mắn: đen, xanh da trời. Con số may mắn: 42, 48, 65. Tử vi tuần 4, tuổi Ất Sửu, tháng 10 âm lịch 2024. Tử vi tuần mới báo hiệu một tuần khá dễ chịu với Ất Sửu. Tuy không thể thiếu được những khó khăn, nhưng với tâm thế thoải mái và tự tin, bản mệnh hoàn toàn có thể vượt qua, chiến thắng những thử thách. Và đặt ra chính tài xuất hiện, lại là thực thần theo sau bảo hộ, vận trình tài lộc tăng tiến khá nhanh.
Mọi chuyện bạn lên kế hoạch đều được thực hiện khá suôn sẻ và mang lại cho con giáp này nguồn thu ổn định. Tuy nhiên trong tuần, vẫn đang có kiếp tài ẩn nấp, nên có thể xảy ra một vài rắc rối rất nho nhỏ về tài chính. Song chỉ cần bạn có thể vững vàng ý chí thì đều có thể hóa hung thành cát. Công việc không có quá nhiều điều phải lo lắng, thái âm cát tinh phù trợ cho công việc lẫn nhân duyên, đặc biệt là nữ mệnh, bạn quá may mắn khi được lòng mọi người xung quanh. Đi đâu cũng có người giúp đỡ, nên công việc tiến triển hanh thông thuận lợi. Đừng để ưu thế của mình mất đi, mà hãy biết tận dụng thế mạnh nhân duyên của bản thân. Được Thái Dương ưu ái trợ lực, soi đường dẫn lối, Ất Sửu thông tuệ nhanh chóng tìm ra định hướng công việc, ủng hộ, củng cố con đường công danh, sự nghiệp. Một khi công việc thuận lợi, tài lộc cũng vì thế mà phất cao, tiền bạc song sinh không phải ưu sầu, lo lắng. Sức khỏe của những người tuổi Ất Sửu nhìn chung là ổn định, tuy cần phải lưu ý các bệnh liên quan đến hệ hô hấp như ho hắn, viêm phổi. Thời tiết nắng nóng, việc sử dụng điều hòa là không tránh khỏi. Ngồi điều hòa quá lâu cũng là nguyên nhân khiến tình trạng viêm họng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa, vấn đề về da dẻ cũng trục trặc, nên hạn chế được thì càng tốt. Cẩm nang dượng dận, quý nhân, ị, hợi, tiểu nhân, thìn, ngọ. Màu sắc may mắn, trắng, xanh lam. Con số may mắn, 22, 65, 67. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, qua câu chuyện nước giếng và nước sông sau đây, để thấy rằng cứ mỉa mai sự yếu kém của người khác, thực ra lại đang tự làm tổn thương chính mình mà thôi. Câu chuyện nước giếng và nước sông. Chuyện kể lại rằng, có lần nước giếng tình cờ gặp được nước sông và cả hai cùng tỏ ra khá bất ngờ vì cuộc hội ngộ này. Nước giếng lên tiếng chào hỏi trước, nhưng giọng điệu không giấu được sự tò mò, hoài nghi. Bạn ơi, bạn là ai thế? Nước sông đáp: Chào bạn, mình là nước sông, bạn cũng biết mình, còn bạn là ai vậy? Nước giếng trả lời kèm theo một câu hỏi: Mình là nước giếng, sao lại là vậy nhỉ? Tại sao có nước giếng rồi, mình vẫn còn có cả nước sông cơ chứ? Nước sông không chịu nhường nhịn, lập tức đáp lời: Thế bạn không biết rồi, nếu không có nước sông thì dạng sự dạng vật đều không thể sinh tồn được. Trong nước sông của mình có chứa nhiều sinh mệnh khác nữa, hằng hà sa số là các loại cá và sinh vật khác, có phải có nước sông để tồn tại. Thế nước sướng của bạn có làm được gì không? Vì theo tớ thấy, dù không có các cậu, thì thế giới vẫn phồn qua đấy thôi. Nước giếng nghe xong liền nói: Nước sông các bạn có thể đi đến từng ngóc ngách của thế giới không? Vậy mà nước giếng chúng mình lại có thể làm được. Thế này nhé, bất kể là ở nơi đâu, chỉ cần đào đất lên là chúng mình có thể phục vụ nhu cầu của mọi người rồi. Hơn nữa, con người có thể lấy hoài cũng không hết, dùng hoài mà vẫn còn. Không có nước sông các bạn thì dạng vật vẫn sống tốt thôi. Có một người khách du lịch đi ngang qua và nghe được câu chuyện nước giếng và nước sông. Người này mới nói với cả hai rằng: Hai người tranh giành nhau thì có ích gì cơ chứ? Kỳ thực hai bạn đều rất quan trọng. Mỗi một dòng nước đều là một bộ phận không thể thiếu trên thế giới này. Các bạn có biết cả hai tại sao lại phát sinh tranh luận với nhau không? Là vì trong tâm cả hai chỉ có chính mình, chỉ coi mình là quan trọng, đều là lấy sở trường của mình mà so với khuyết điểm của người khác. Nếu biết nhìn vào sở trường của người khác thì mới thấy bản thân mình lúc nào cũng còn thiếu kém. Nước sông và nước giếng nghe xong thì đều xấu hổ và làm hòa với nhau. Kể từ đó, cả hai sống vui vẻ, hòa thuận và tương trợ cho nhau, mang lại lợi ích cho nhiều người hơn nữa. Tâm phân biệt so sánh, chúng ta dùng tham ái và si mê để so sánh với cái khác, nên sự phân biệt lớn nhỏ và người sang kẻ hèn, người khôn kẻ dại. Lời dạy về giá trị con người đã chỉ ra rằng mỗi người có một vai trò nhất định trong cuộc đời này. Do đó, mọi sự so sánh để chẳng đáng và cũng không cần thiết. Do đó, nếu người may mắn có cả bố lẫn mẹ thì đừng chê người ta là con quan. Nếu có được gia đình hạnh phúc cũng đừng coi thường những người đã ly hôn. Cũng đừng khinh thường những người bất hạnh trong hôn nhân, càng không nên đào bới vết thương của người khác. Bởi mỗi người trong chúng ta đều có sự lựa chọn cho riêng mình và tự chịu trách nhiệm với nó. Nếu không thông cảm được thì cũng đừng khiến họ thêm đau đớn. Tâm phân biệt so sánh cũng là khởi nguồn cho lòng đố kỵ, một tâm vô cùng xấu và có thể gây ra nhiều hậu quả. Con người chỉ đang làm khổ nhau thêm vì tâm tham lam, ích kỷ, hẹp hòi, vì tâm si mê ganh ghét, muốn bảo vệ quyền lợi cho chủ nghĩa cá nhân của mình mà thôi. Thực ra, nếu có cái nhìn bao quát hơn, chúng ta sẽ nhận ra rằng
cuộc sống cuộc đời cơ bản cũng chẳng hề khác biệt, chỉ là bạn cứ để tâm phân biệt so sánh làm lu mờ trí tuệ của mình mà thôi. Theo như Đức Phật nói, thì tất cả chúng ta cũng chỉ là một thể đồng nhất, dù là doanh nhân thành đạt, hay một người đầy học thức, cho tới người sửa xe đạp, quét rác, cũng không khác nhau là mấy, chẳng ai hơn ai, cũng chẳng ai thua kém ai, doanh nhân cũng phải vất vả kiếm tiền, người quét rác vẫn chăm chỉ mỗi ngày để mưu sinh. Có thể thấy, cả cuộc đời mình, mục tiêu và ý nghĩa cuộc sống của tất cả họ đều nằm trong một dòng tuần hoàn, cơm áo gạo tiền, truy tìm hạnh phúc mà thôi. Học để hiểu rằng, những điểm tương đồng bên trong mọi vật, tất cả đều thật sự tương đồng, đều trống rỗng, thấy mọi người như nhau, không tốt, cũng không xấu, không thông minh, cũng không ngu dốt. Khi đã học được, biết được sự tương đồng bên trong mọi vật, lúc bấy giờ, bạn sẽ biết cách cư xử, đối diện với những bất đồng bên ngoài một cách khôn ngoan và hiểu biết, nhưng cũng đừng dính mắc với sự tương đồng nữa. Vì quá sân si, nên ta chẳng cần để ý tới vấn đề của mình, nhưng rất hào hứng về chuyện người khác, đặc biệt chớ dội đánh giá ai qua lời của người khác, kẻo chính bạn nhận về trái đắng. Ngày nay, sự thuận tiện của mạng xã hội, nên nhiều người còn tỏ vẻ hả hê, bới móc cái xấu của người khác mà chê bai, lôi cả những chuyện trong quá khứ ra để đánh giá một con người, như thể trên đời này chỉ toàn những kẻ xấu xa vậy. Sự thật thì, phàm là con người thì ai chẳng có lỗi lầm, nếu cứ mãi miết đi chỉ ra vấn đề của người khác, còn tâm mình thì hoang vắng, cỏ mọc đầy lối lại không quan tâm, thì thật là dại hờ. Đến khi bản thân mình bị người khác chê bai ngược lại, thì nổi giận, hoang mang, sợ hãi, cuối cùng chính mình đã rơi vào cái bẫy của mình đã bày ra, lúc này có hối hận cũng đã quá muộn màng. Nếu người ta có lỗi thật, thì không thoát khỏi nhân quả báo ứng, chẳng cần bạn phải lên tiếng, đừng vì lỗi lầm của họ mà bạn lại trở thành người phạm lỗi, tự rước họa vào thân. Thế nên cần biết, làm người hãy bao dung, bỏ qua lỗi lầm của người khác, buông tha cho đối phương cũng là mở ra cho mình một con đường. Có câu nói rằng, làm người chừa lại một lối đi, ngày sau còn dễ gặp mặt, chừa lại một chút đường lui và bậc thềm cho tương lai, là người điềm đạm, sống thật tâm mình. Những ai còn thích chê bai, thì chỉ trích người khác, thực ra đang cho thấy sự thiếu tu dưỡng của họ mà thôi. Vì người hiểu biết sẽ hiểu rằng, cuối cùng thì dành thời gian để sửa mình, chứ không nên lãng phí công sức để đi sửa người khác. Thực sự có tu dưỡng, người đều sống khiêm tốn, không tùy tiện hiển lộ tài năng hay chê bai người khác. Đừng cho rằng mình là kẻ thay trời hành đạo. Một trong những điều đại kỵ nhất trong đạo làm người của mình là tự cho mình cao quý mà xem thường người khác, đừng kiêu ngạo xem thường người khác. Một cái ly được xem là lớn khi so sánh với một cái chén nhỏ, nhưng khi đặt cạnh cái bình thì ly không còn lớn nữa. Dân, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 10 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, của tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường tử vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.